Thưa quý vị, với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng và không ngừng, trí tuệ nhân tạo AI đang có tác động to lớn đến sự phát triển của kinh tế xã hội, cung cấp nhiều lợi ích cho mọi ngành nghề. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc ứng dụng các công nghệ này lại đặt ra nhiều nghi vấn về các vấn đề liên quan đến bảo mật và an toàn thông tin mạng, nhất là trong giai đoạn chuyển đổi số như hiện nay. Năm 2023 đánh dấu sự tăng tốc của xu hướng chuyển đổi số khi các mô hình kinh doanh được kích hoạt hiệu quả trong không gian số, mở ra nhiều chiến lược hướng phát triển mới cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Thế nhưng song song đó, việc xuất hiện các tội phạm mạng sử dụng công nghệ cao mà điển hình là trí tuệ nhân tạo AI để lừa đảo đang trở thành vấn đề đáng lo ngại. Thông qua AI, các đối tượng xấu còn có thể đánh cắp dữ liệu, giả danh nhằm trục lợi khi nhiều người dùng, tổ chức và doanh nghiệp còn chưa nhận thức đúng và đủ về an toàn thông tin. Chính vì lẽ đó, theo các chuyên gia, bên cạnh các hàng rào pháp lý, người dùng cá nhân và các tổ chức doanh nghiệp cần nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn thông tin, từ đó chuyển từ cách tiếp cận phản ứng sang chủ động bảo vệ, đồng thời việc tăng cường kết nối, liên tục cập nhật các phương thức mới nhằm nâng cao năng lực để làm chủ công nghệ cũng là giải pháp giúp doanh nghiệp có được môi trường số an toàn. Trí tuệ nhân tạo đem lại rất là nhiều những cái lợi ích, nhưng bên cạnh đó thì nó cũng sẽ có những cái rủi ro. Và những cái rủi ro đó là những cái sự trục lợi của các kẻ xấu đem lại những cái rất là nguy hiểm cho công tác đảm bảo an ninh và an toàn thông tin cho các cơ quan doanh nghiệp, cho người dân và kể cả cho các cơ quan chính phủ. Chính vì thế mà chúng ta phải chuẩn bị những cái cơ sở về mặt lý luận, về mặt quy trình và đặc biệt về nguồn nhân lực để chúng ta có được những cái thức thời, kịp thời để nắm bắt công nghệ, đồng thời cũng phòng ngừa những cái rủi ro. Cái việc đầu tiên mà chúng ta cần phải nêu ra ở đây đó là vấn đề tuyên truyền và để cho mọi người dân phải hiểu và đứng trong cuộc, đồng lòng cùng với nhau để tham gia cái việc là bảo vệ cái dữ liệu cá nhân của mình, bảo vệ cái an toàn, cái môi trường số an toàn. Việc thứ hai là các cái cơ quan quản lý nhà nước, các cái doanh nghiệp chúng ta cũng phải đồng hành để chúng ta triển khai các cái công nghệ mới, chúng ta theo kịp với thời đại để chúng ta có thể là có đầy đủ các cái phương tiện để chúng ta có thể là triển khai các cái ứng dụng số và để phục vụ cho người dân và chúng ta phục vụ khách hàng của mình càng ngày càng an toàn hơn. Đảm bảo an toàn thông tin mạng là một trong những ưu tiên của kỷ nguyên chuyển đổi số. Bên cạnh tận dụng tối đa những tiện ích, việc kiểm soát phòng ngừa khả năng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo bị khai thác để lừa đảo cần nhận được sự quan tâm của từng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cả trong và ngoài nước.